Yo, hello các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Sự Trâm Biên Minh của mình nha. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục chiến tập thứ hai trong ngày. Thì nãy mình có nói rồi là hôm nay chủ nhật cho nên là mình gán làm hai tập để mà up lên cho các bạn coi. Tranh thủ lắm tại vì nghe đâu khu mình sáng lên cúp điện cho nên là mình tranh thủ làm. Thì tập tiếp theo này chúng ta sẽ đi bắt thêm một hai con boss nữa, với lại thi tem thêm những cái con thú ở cái bảng DLC số 2 của cái bảng boss AB này. Tập trước thì mình bắt được ba con nhờ, hai cái con gọi là con bọ nhỏ nhỏ nhưng mà tạo hình của nó nhìn thấy ghê đó. Mình cắt rồi, với lại thêm một cái con gọi là thần quỷ rắn à, Apophis. Cái này nó là thần thoại của Hy Lạp, Ai Cập gì đấy. Mình không nhớ có phải chính xác hay không, nhưng mà cái con này nghe đâu là gọi sao ta, kẻ thù không đội trời chung của lại của thần mặt trời, thần mặt trời Re thì phải. Theo như mình tìm hiểu ở trên trên mạng là như vậy. Nhưng mà cái con này công nhận là nó mạnh, thì những cái skill của nó là đánh gần một tỷ đam lận, lúc mà mình đánh chiêu kia tới đâu hơn 700 triệu à. Con này á, nếu mà chỉ số cơ bản của nó máu với đam nó mà lên được 254 là siêu mạnh luôn á. Nó nhân lên tầm gấp 10 lần, đang là 2 tỷ máu không, lên hơn 20 tỷ máu rồi. Đam đam là quýnh lên hơi bị dữ luôn. Nhưng mà cái con nhìn như hình cái con Khajiit này nó vẫn bị lỗi nha, nó không có cho mình tem. Xíu nữa chúng ta sẽ bắt thử cái con này coi, nhưng mà trước khi bắt cái con boss này mình đi bắt hai ba cái con thú thường cái đã. Mình kiểm tra lại cái list thú của mình nè, xem tới con nào rồi nha. Chúng ta sẽ đi kiếm thử coi. Tập trước là xong cái con Nightmare Critter đúng không? Bây giờ đến thử con Silver Blood Red Dino thử coi. Silver. Wow. Con nó đâu ta? Black. Silver Black Red đây. Dino. Mình qua mình cắt thử xem mấy con này là hệ gì vậy. Nhưng mà AB thì thôi. Thôi, đứng ở mấy đây dễ lắm, dễ là AB lắm luôn á. Ủa đâu vậy? Ủa sao mình không thấy nó ta? Ủa ui con này con mới nữa nè, Black Soldier. Ô cầm cung. Ui à. Ui. Dữ nha. Nhưng mà sao cái con này mình không có kiếm được nó ta. Black. Con. Ô mất rồi. Black Soldier. Con này nó bị lỗi rồi, không tìm thấy. Adil. Adil nó là con gì đây? Đâu, chắc thử coi. Con này nó là AB hay là Utabu originally nhỉ? Ở đây. Ô. Con này ui con này là tập ọt các bạn ơi. Nhìn nè, nhìn 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 nè, nhìn nhìn nó là tập ọt nè. Ây da.
Khỏe dữ vậy. Chín chín triệu mấy à? Sẽ bắt cái con này thử coi. Originally. Ôi. À, Reaper này. Mày định giết tao đúng không? Đâu có được. Chiến binh Golem. Rồi, ok. Adil. Thu phục nó cái. Goblin cầm một cái búa với lại một cái khiên bằng đá. Chà, máu cũng nhiều phết đấy chứ các bạn nhờ, 800 mấy triệu tướng chạy nè. Ở cái trưởng ha. Chiêu ơi. Dạ. Bốn mươi mấy nghìn chục phải. Đam hơi bé nhờ, thử chiêu khác coi. Ơ, hết rồi. Mà sao chiêu nó đam bé thế? Ồ, nhưng mà nó tính tới mấy lần đam lận. Mình đập cái con ô này coi. Mình có phải không? Ủa, các bạn thấy nó chặt lên một nhiều đam rồi, 816.000. Nó hiện lên nhiều đam phết đấy. Con này khả năng chống chịu của nó hơi yếu. Để originally này chuyện chỉ tới đó thôi. Không có skill đặc biệt gì mà kiểu làm đùng 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 mấy con kia nhỉ. Chỉ là sức mạnh vật lý thuần túy thôi. Hết chiêu rồi, không có chiêu chiêu X hay chiêu C rồi, chỉ có chiêu trái và chiêu phải thôi. Một đập chịu đam. Test thử thứ mới thôi. Chưa, cái gì mà bay dữ vậy? Chiến binh ọt. Giờ để con tiếp theo coi. Go à, Tokyo Go à. Tao xem con Go này như thế nào vậy. Ngạ quỷ. Đâu đây hả? Ui, cái con này cái avatar nó lại là ba ba cái luôn nhỉ.
Thằng này cũng thuộc dạng nhìn như là goblin luôn á. Con này hệ mai TH, tức là con này yếu vãi nồi. Ôi, zombie à. Mình cứ bắt thử đi. Nghe cũng tính là thú mới à, mình chả biết. Để xem coi nó có những skill đặc biệt nào. À, mình bắn nó như vậy nó không có chống trả gì hết trơn, tức là cái con này chiêu nó rất là yếu luôn. Nó không có chiêu gì không? Cào. Phải, vẫn là cào. Ừ, hết rồi. Thôi, thằng này xếp vô hàng cùi mía luôn rồi. Vậy là biết rồi đấy. Vãi nồi vậy. Thôi khỏi có test thử đi, nhìn là biết nó yếu lắm rồi. Ít ra phải có một cái gì đó đặc sắc tí ha. Còn nó yếu quá thì thôi, khỏi test đi mất thời gian. Rồi giờ đến con tiếp theo thử coi. Blood Valkyrie. Wow, con này level có 60 vậy. Nhưng mà để xem coi nó là hệ gì đây, AB hay là cái gì. AB thì còn suy nghĩ. Slaughter Head. Oh, cái con Blood Valkyrie này nó là tabu. Ngon, được. Ui, mà chạy nhanh thế. Ngon rồi các bạn, con này. Con này xứng đáng cho mình tem đây. Bú. Cái gì? 504 triệu á. Mà anh ui, em xin lỗi, what the heck, mấy lìn lại quấn cái gì mà 131 triệu đam, các bạn thấy nó đập mình một cái không kìa. Con Riffin của mình không có mang được cái yên căng giáp á, nó đập một cái một hơn nửa cái máu luôn mà, con này mạnh. Oh my god. Rồi, cái con này là tiệm cận với hệ AB đây các bạn ơi, đây rồi. Mà level cái con này có 60 à, tính ra là cũng không xịn lắm nhờ. Con này mà được level hơn 300 đi là nó thuộc hàng khủng luôn ấy. Từ nha. Khoan, bây giờ mình kiếm con gì nè. Ủa sao mất cái chắc vô cái con đó rồi. Bây giờ phải lựa một cái con gì đủ trâu mà mình đánh nó xuống máu từ từ nè. Mà con gì mà. Để xem coi. Đừng có mạnh quá. Nó có khoảng hơn 500 triệu máu thôi. Để mình tính coi. Cái con Riffin AB này mà nó còn không chống chịu nổi thì cái con nào mà chịu nổi trời. Mấy cái con khác ra chắc nó dỗ một cái một chắc cút luôn quá. Atermit nè. Khó nha. Mazeno. Syngod.
Yasian, Yasian thì mạnh quá. Ê! Ê! Cái con nào quýnh nó gần chết luôn kìa. Ủa? Ê nó mới làm gì nó phun lại máu vậy? Hình như nó mới giết cái con nào đó. Đồ. Hình như nó mới quánh xác đâu nè, nó phun máu là kìa bạn. Con này không tiếp cận gần được đâu, phải đứng từ xa đánh á. Má nó mạnh điên. Cái khả năng của nó hồi máu á. Đúng đúng như là cái tên luôn á, Blood Valkyrie. Kiểu nó đánh là nó có cái nội tại hút máu á các bạn, vãi cả chưởng á. Ui. Không có con nào mà lại gần được nó luôn mà. Ấy. Ê. Ê, nó mới bị cái gì vô vô trạng thái cuồng nộ sao đó, nó còn có 100 triệu máu nữa bạn. Thế tranh thủ bắn 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 bắn. Ê tự nhiên nó tự mất máu nha, không ai làm gì nó luôn á. Hay là do cái skill của nó lại như vậy nhờ. Đúng không? Nó trả bằng máu nhưng mà đổi lại là sức mạnh của nó đam các kiểu đồ tăng lên nhờ. Đồ 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 đồ. Đây rồi, tôi bộ lên. Không lên nữa. Đây rồi, cơ may bú. Xỉu đi. Lên lên lên, đúng rồi. 1,4 tỷ tôi bồ bú. Ngon thế nhờ, mình còn đang vắt óc suy nghĩ là không biết mình đánh cái con này kiểu gì cho nó xuống máu tầm đó luôn, nhưng mà nó tự động nó mất máu luôn mà các bạn. Ngon. Từ mình có kiếp bùa ta buông vậy? Không có. Chế 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 chế. Ngon ngon rồi. Ui. Chiến binh này thuộc hàng gọi là siêu khủng nha. Chưa chưa là hệ chưa hệ gì nhỉ, chưa là AB thôi nhưng mà nó là tiệm cận là mạnh vãi cả chưởng à. Nó dỗ mấy con AB như con. Đây rồi, có một chiến binh mới thu phục Blood Valkyrie. Ngon luôn. Ủa đâu rồi? Rồi, cú. Bắt lẹ tay. Yes. Ui, máu cơ bản của nó kìa, 600 648 triệu. Mà mới level 60 thôi nha, the heck. Tí nữa bị cái con què vậy. Tí nữa bị con cái sáo nhãn nó dồ. À, mày phá nhà tao, mày số mấy đây, số 8 à. Số 8. Tự nhiên được cúng. Tự nhiên được cúng sâu là cho mấy cái khúc củi kia, hợp lý, ngon. Quá đã. Ui, nghe tiếng chiu 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 như con Shinryu vậy. Ui. Nữ hoàng máu à. Xịn đét. Ơi. Adu. Con này con này chẳng những nó mang được cái yên mà nó còn mang được thêm 5 cái mảnh giáp nữa, vãi lìn luôn. Ủa cái mảnh giáp mình để đâu nhỉ?
Mình để cái bàn nào ta? Ủa mình để cái bàn này tao quên bả rồi. Bữa mình chế sẵn mấy bộ. À đây. Còn hai bộ ngoài đây. Ấy da. Ê mình nhưng mà mình chỉ sợ một điều á là cái con này nó xài skill sau rồi nó bị mất giáp trên người á. Đấy, mình chỉ sợ vấn đề đó thôi. Bây giờ mình nâng mắt máu cho nó trước đi. Đù. Đù. 38. 38 tỷ máu các bạn ạ. À. What the heck, level 60. Tem sao nó lên được có khoảng vài chục cấp thôi mà nó mạnh khủng khiếp. 38 tỷ máu đấy các bạn ạ. À. Ui, như vậy nếu như mà mình bắt được cái con Scarlet God thì con nó 2 tỷ 2 máu mặc định, sau đó mình nâng lên 254 điểm. Ui, cộng một phát một. Nó phải ta mấy trăm tỷ máu đấy, có khi là mấy nghìn tỷ máu luôn á, chẳng đùa đâu. Từ các bạn ạ, à, mình tạm thời mình cứ để mấy giáp này ở ngoài trước đi. Để xem coi nó có xài skill nó mất giáp trên người không. Đó, con này nó mạnh điên. Đây là hệ tabu thôi nha, chưa AB đâu. Chưa nâng đam, có 287 điểm thôi mà nó quật một cái một kìa. 107 triệu đam. Phải nồi. Đùa. Nó mạnh vậy. Bay được không? Không bay được, không bay được. Ui, chiêu của nó gần vải chè. Mạnh khủng khiếp. Được phải coi. Ui 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 ui. Bao nhiêu đây? 37 triệu. Ui da. Ôi nhìn cái chiêu con này lại tưởng Blacking thôi ấy. Cái lượng đam của nó nhảy lung tung các bạn nhờ. 37 triệu, 6 triệu, 9 triệu. Xe coi. Ủa, 51 triệu. Ây da. Trời ơi, khủng khiếp. Xe đẹp đó nhờ. Chiêu C thì lại giống là giống chiêu quy của con Blacking. 51 triệu. Đây là chiêu nâng đam nha. Tí nữa mà nâng đam còn khủng bố nữa ấy. Thử chiêu khác coi, chiêu Z coi. Không có, chiêu Q. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Thì ra là nó thí máu của bạn. Nó thí máu 80 hay là 90% máu của bản thân để mà tăng lượng sát thương lên 500%. Trời ơi, bảo sao. Ui, nhưng mà sau khi kết thúc cái đó là nó sẽ hồi phục lại máu các bạn nhé. Đúng kiểu nữ hoàng máu mà đấy, trong cái khoảng thời gian này là nó cực kỳ mạnh luôn. Ôi nó vào thẻ thăng thiên các bạn ơi, nó bay được luôn nha. Từ nếu mà như vậy mày bấm quy cái nữa có chết không ta? Ê không biết nha. Từ nhưng mà hồi máu máu đi. Mình nhưng mà kiểu cũng sợ đấy các bạn ạ, sợ sợ nó chết thôi. Đấy, nhưng mà nó vào cái thẻ này là nó sẽ có khả năng hút lại máu được. Chưa rờ coi. Uầy. Nó chiêu chiêu rồi là chiêu bắn sét các bạn ạ. Tôi test mấy con này đã chứ. Mình chưa nói cái việc đi bắt boss mà đi nghịch mấy con này không thôi là nó. Ơi. Bây giờ mình thử làm liều đi. Chúng ta sẽ xài thử hai chiêu quy nhưng mà mình không hồi máu cũng như là không
không có đánh cho nó hút máu lại. Thử nhé các bạn, để xem coi nó có chết không. Cái chiêu Will đó là nó thi máu của bản thân để nó tăng sức mạnh lên. Từ mình sẽ đâm cho nó bộ giáp đi. Đấy, bây giờ trong người là 1000 giáp nè. Đây nha, bây giờ mình thử xài chiêu Quy nè, nó nếu như mà lỡ có chết thì do mình xui đi. Có chiêu O không ta? Không có chiêu O. Control C, Control X. Không có. Nè các bạn xem mình Quy thêm phát nữa coi nè, nó có chết không nha, coi nè. Đù, nó chết thiệt các bạn à, phải. Thấy chưa? Ui, con này nguy hiểm nha. Nguy hiểm nha các bạn, xài cái con này cực kỳ cẩn trọng. Đừng có xài cái skill Wii hai lần. Đây là mình thí nghiệm thôi nha. Cho nên là mình có thể lấy lại được. Ui, quái nồi. Đừng bạn nào ẩu như thế, xài skill Wii hai lần là nó tự lăn ra chết luôn. Ây da, nguy hiểm quá, má ơi. Tại sao hồi nãy tự nhiên thấy nó đang 500 triệu máu mà nó giật một cái một hết cây máu của nó luôn mà. Bởi vậy cho nên mình mới bắt được con này đây. Ảo thật đấy. May á, may là mình tỉnh. May là mình còn xài cái quyền admin show mình lấy lại được. Ui, xài chiêu Quy sao là mình phải hồi máu liền, thôi là cút. Thử chặt lại coi. Ui, đánh thường kìa. 1.141.000.000. Phải lại coi. C. Chiêu C nè, 1.108.000.000. Xài chiêu Quy xong hồi máu. Ui, các bạn có thể xài chiêu Quy xong là các bạn đánh một đòn là nó sẽ hồi lại full máu, còn nếu như mà chơi chắc như mình thì mình phải hồi máu liền trong lúc mà nó xài chiêu Quy đó luôn á, nhưng mà nó phải đánh đổi đấy. Ui, nó búp lên một cái một ha là nó còn khoảng mấy tỷ máu ấy, nhưng mà chặt một cái một là full máu lại à. Ui, nó vô cái thẻ này là chiêu của nó mạnh khủng khiếp, đánh âm đam luôn à, âm 2 tỷ đam. Wow. Từ bây giờ mình thử đổi sang cái chế độ này coi nó có thể đánh mình vô máu không. Cũng không đau lắm nhờ. Phun lại máu nè. Nguy hiểm quá. Bạn nào dịch được cái thuốc cái búp đam gặp tăng 500% đam hay là cái gì đó không? 200% tốc độ di chuyển. Ui. Ui, nếu mà như vậy thì mang đi đấm thử con Aroi chắc nó cho một hit đi bụi quá. Thử nhé các bạn. Ui, này ta bu mà nó mạnh vãi nồi. Thử coi. Nổ lên nè.
Đây mình chặt nó coi, 3 tỷ máu chắc cút luôn quá. Một sạc. Đồ. Kiểu không có cái gì mà chịu nổi luôn á. Một cái là đi luôn mà. Ui, thử lại con Pegasus coi nó có quanh hết được không nhờ. Má nồi. Nhưng mà cái con này nó bị cái tiếng, cái tiếng điện mà chiếu nghe nhức đầu hết nhờ. À không, mình không cho nó đánh. Nó đánh với Pegasus, Pegasus cũng không mạnh lắm. Mình cho đánh Nito, đúng rồi, Nito 50 tỷ máu. Sẵn tiện mình lấy mấy cái mảnh búp đam trên người luôn. Wow. Rồi, mình phải cho nó đánh Nito 50 tỷ máu. Mày lên thời rồi. Muốn thử sức mấy con nè mà mạnh mạnh á, là phải cho nó đập Nito. Để xem coi cái con này nó mạnh hơn Nito dữ không. Mình chưa có nâng speed lên. Cái con này đam mặc định có 6.000 nè. 6.000 đam. Chút nữa mình thử đấm thường trước cái coi. Cảm giác như mà đánh không vô máu thì mình sẽ nộ lên. Đây rồi, lưỡi kiếm tử thần Nito. Trên Nito thử coi. Ủa, Nito mới ra chơi bất tử hả mày, mất dạy. Nito mới spawn ra xài bất tử kìa. Chơi bời thế đấy. Tao thử coi. Nito. Ồ, nó chặt một cái Nito rồi chưa nổ nha bạn. Ôi. Nito với chúng tôi. Không đau, không đau. Má à, con mình nó trâu. Trâu ai liền luôn. Mày bất tử thôi nha mày. Ở xài, các bạn thấy nó chặt như xe không kìa. Cho nó xài chiêu quy luôn á, cũng không đau. Nó chặt chuột trái đau vãi nồi. Ủa, chém thường Nito thôi á. Đây chỉ mới là một cái con mà bậc tabu thôi nha các bạn. Mà nó đập con, nó đập con Nito như con. Nó đánh cái con mình không vô máu bao nhiêu luôn á. Ấy nồi. Ai nè, thử nha các bạn, xài chiêu quy lên nè. Chiêu quy lên nè. Chiêu quy lên nè. Ê, nhưng mà cái con này bị một, nó có một cái nhược điểm là như vậy biết không, là khi mà nó búp chiêu nổ á, bắt buộc nó phải giết một con nào đó thì nó mới hồi lại full máu. Còn nếu như mà nó không giết được con nào đó mà nó gặp một cái con đối thủ mạnh hơn là nó vẫn có khả năng gọi là thua cuộc trong cái lúc mà nó đang xài nổ á. Đó. Cho nên là để cho chắc cú thì khi mà nổ xong các bạn phải hồi máu luôn cho nó chắc. Tại vì nếu như mà không sóc đam chết đối thủ thì nó khả năng chết khá là cao. Nhưng mà phải nói một điều là nó mạnh. Đây nè, mình thử nổ coi xong nó còn bao nhiêu máu vậy. 38 tỷ xuống còn 7 tỷ 7. Đấy. Trong lúc này mà nó giết cái con nào thì nó mới phun lại máu các bạn nhé. Cái túi đồ đâu rồi. Nito. Đây. Ui, được 5 cái mảnh debris luôn, 4 cái artifact. Đây, chứ lại thêm cái này nè. Ý, cái này chặt nó mới đã. Má con này tính nó đam nó còn bá hơn cả con Pegasus luôn ấy. Rồi. Ui. Con này mang được 6 cái mảnh
Ủa, cái này là Dead Soul 1 á, Die Soul 1 á. Hôm bữa mình đánh là mảnh Die Soul 4 đúng không? Nhưng mà cái này vẫn có thể mang cho tất cả các. Ui, Die Soul 1 á, con này cũng là tăng 30% đam thêm. Trời má nó quýnh âm đam luôn mà. Quái chày. Trời hồi nãy nó có lộn không vậy? Alo. Trời ơi, nó quýnh thương xương 1 tỷ 988 triệu, mang mang cái này vào búp thêm đam nữa là hơn 2 tỷ đam là cái chắc rồi đó. Quạch một cái một là đi thôi. Oh god. Oh, đúng là mấy cái con mới ở cái bản DLC số 2 này, nó con này con đấy nó mạnh khủng khiếp. Con này tính ra là đam hơn con Pegasus rồi nha. Trời ơi, nó đã gì đâu. Mang đi đấm boss thôi chứ còn cái gì nữa, máu cũng hơn. Vượt trội, gọi là mạnh nhất từ trước đến nay, trừ những cái con nào có khả năng bất tử đó thôi. Ui da. Rồi, anh Black King đâu rồi, cho em xin thử cái mảnh Dai Số 4 coi. Ủa, con này không giữ à? Con nào giữ ta? Pegasus giữ đúng không? À, Nito nó giữ với lại Pegasus cũng giữ một mảnh. Đây, cái này Dai Số 4 nè. Con này có 2 tỷ mốt máu rồi, bây giờ truyền ngôi rồi. Truyền ngôi cho nữ chúa mới Blood Valkyrie. Cái này mặc vô. Cháu được cộng vô nha. Đấy, Dai Số 1 với Dai Số 4, hai cái mỗi cái tăng 30% đam. Rồi nha, mấy thằng boss này là cúp hết rồi đấy. Bây giờ là có một chiến binh này là tha hồ mà đi băm mấy cái con mà đánh 10 lần các bạn. Đánh rất là nhanh luôn. Rồi, quay lại câu chuyện là chúng ta sẽ đi tem thêm một cái con boss nữa ở trong tập này đi. Mình sẽ thử với lại cái con này. Tập trước là bắt được xong cái con Apophis rồi đúng không? Bây giờ đến cái con này thử coi. Con này con mới này cũng chả biết nó là cái hình dạng như thế nào nữa. Gọi ra đi rồi mình mới biết được. Còn cái con Khai Dích này thôi bỏ qua. Con này bị lỗi không gọi được. Yeah. Cho ra chiến trường luôn. Vô quốc đê xem nữa, con này như thế nào đây. Blood Valkyrie. Có cách nào mà tắt được cái tiếng mà sẹt sẹt nữa ta, để hồi nữa mình ra mình kiếm cái file âm thanh của con, còn nếu như mà không có thì thôi, còn nếu mà kiếm được thì mình sẽ bỏ cái tiếng nghe tiếng nhiêu 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 giống như tiếng điện này đi, nghe nhức nhức tai quá. Ui 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 ui, gì đây, bắn súng hả mày hả? Thằng này thằng nào đây bắn súng kìa bạn. Ui, hàng băng. Ôi còn bắn súng nữa. Ui, tính là nó đánh mình cũng đau phết đấy nha, cũng cũng là có mất máu đấy, nhưng mà sức mạnh của con này còn yếu quá. Ý gì mà cầm 6 nòng nữa hả? Sức mạnh của mày vẫn không là gì so với ta. Một chặt. Bây giờ một kiếm định giang sơn. À rồi, có cái cục để mà mình tem nó đây. Ui, này thuốc lạ, thuốc lạ. Ngon, ngon, ngon. Ui, Blood Valkyrie. Khỏe vãi chưởng. Nữ hoàng máu. Mạnh quá, mạnh quá. Sao mà đỡ được. Ê,
Ôi, bắt được cái con mới nữa. Không biết cái con này khỏe cỡ nào nhỉ? Rồi thử coi. Nên là con mình thuộc hàng gọi là siêu trâu đây. Mà nó bắn cái con mình vẫn vô đam nha. Vẫn bị mất máu đấy. Bắn một lần 7 triệu, 7 triệu. Hay rồi. 8 triệu double. 8 triệu double. Ủa cái con này là ngoại hình của nó trong game hay trong phim nào vậy các bạn? Bạn đã biết cái con này của từ game nào không? Hay trong phim nào không? Ui cầm cầm quá. Quả súng Anaconda. Ồ, súng băng đẹp chứ. Mươi chín triệu máu ở con này mang sa đồ. Có sơ đồ đây. Để mình đổi nó cái tên đi. Cái con này người băng à. Băng. Bình thường là đặt hoặc ai hả cũng được, hoặc là Snow đi. Snow Gun đi cho thằng này chơi bộ môn chơi súng mà. Để tên Snow Gun đi. Đâu rồi chắc level ok. 2 tỷ 3 máu. Chạy nhanh vậy, chưa nâng sự bích. Ui, chạy nhanh đấy. Ui. Con này mà nâng sự bích nữa cho nó chạy phà phà. Ủa chiêu coi. Ủa làm gì vậy? Bắn súng các bạn ạ. À. Chiêu chiêu chiêu. Nhưng mà bắn lên những đứa bắn lõ nhờ. Nó câu lên trời không vậy? 3 triệu 8. Nghe tiếng nghe bạn nghe tiếng bắn không à? Chụp phải rồi. Ui ui chụp phải đem to vậy. Băng tỏa hơi băng à. Ồ golem. Golem nè. Bao nhiêu vậy? 54 triệu đam. Nếu mà bắn trúng cái đầu đam nó nhảy hên xui nhờ. Phải 12 triệu mà không farm sát được ta. Chê coi. Ồ. Siêu xe trưởng. Ui, đẹp nhá. Trưởng chuột phải nè. Hai triệu ba. Yeah. Ui, mạnh thế. Ui mạnh vậy. Rồi hết chiêu rồi. Ở kìa có chuột trái chuột phải với chiêu C là hết rồi các bạn à.
đam lên. Rồi không lên xe buýt đâu, xe buýt chạy nhanh quá, khó điều khiển. Giờ lên nâng đam lên. Ủa chuột phải búp một cái một cơ 299 triệu. Ê, con này bắn vô sát nó vẫn farm được thịt với da bình thường nha. Ủa sát con này không farm được vậy? C. Ủa chú C có đem có 2 triệu 3 vậy? Thử một con Arai coi. Không có tiêu băng mày dữ vậy mày. 260 triệu. Ui. Ui nhảy được luôn nè. Ui, chú xe đam to. Nhưng mà chuột phải đam to hơn. Phải đam to hơn chú xe. Chuột phải là 260 triệu nhưng mà nó vô trạng thái Monad đêm nay nó giảm còn có 26 triệu à. Nhưng mà nó mạnh. Hồi nãy thì chiến Blood Valkyrie, bây giờ tới đây. Mày giỡn mà. Đùa, mày đùa với Ninja rùa. Biết không, mày cầm dao, anh mày chạy xuống đây. Đuổi. Rồi. Khỏe luôn. Mình xác cái con Bronto này không farm được ta. Có con farm được, có con không farm được nha. Thôi đi về. Được rồi, tập này đủ chỉ tiêu rồi. Ui. Tính ra là tập này bắt được hai cái con này là đủ cái để chơi, còn hai cái con kia tầm cái con Adil với lại cái con Go này thì thôi vô dụng. Cho nên thôi mình sẽ cất luôn hai con này đi. Đây, hồi nãy chụp hình hai con này làm ảnh thumbnail thôi. Rồi. Nhưng mà cái con Blue Valkyrie này vẫn là một cái gì đó nó khủng khiếp. Còn cái thằng Snowgun này sức mạnh thì cũng là chấp nhận được thôi, đối với lại một cái con thuộc dạng boss mà. Nhìn cái quả tay quả súng rồi. Đẹp luôn. Ở đây cất Apopit đi. Sau đi đánh boss bằng cầm Blood Valkyrie ra mà vả thôi. Rồi, nghỉ thôi các bạn ơi. Tập này ngon rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Nếu như các bạn thấy
tập này hay thì nhớ để lại cho mình cũng như là channel một lượt like và một lượt subscribe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhớ like với lại sub nhiều nhiều ủng hộ mình nhé. Bữa giờ sub lên hơi chậm, ráng đăng ký kênh nhiều nhiều vào cho mình lên 200.000 đăng ký đi. Các bạn có giveaway cho các bạn. Rồi, chúc các bạn có một ngày chủ nhật vui vẻ, nhiều niềm vui. Ở đây là tập mình up vào buổi chiều rồi đúng không? Thì chuẩn bị sang thứ hai đầu tuần là làm việc rồi. Bữa nay chủ nhật xóa một hôm đi. Xong rồi sang thứ hai đi học và đi làm trở lại thôi. Rồi, vậy nha. Bye bye. Hẹn lại các bạn vào tập sau.